Thân mến chào tất cả các em đến với tiết học mỹ thuật lớp 7. Cô tên Võ Thị Bạch Tuyết, là giáo viên trường trung học cơ sở Đồng Khởi, quận Tân Phú. Năm học này là một năm học rất đặc biệt phải không các em? Vì dịch bệnh mà chúng ta không đến trường được. Hôm nay cô rất vui khi được hướng dẫn các em tiết học này. Hôm nay chúng ta học bài vẽ theo mẫu cái cốc và quả là bài số 2 trong sách giáo khoa trang 82. Bài này 2 tiết, tiết 1 các em sẽ học phần vẽ hình. Mục tiêu bài này yêu cầu các em phải vẽ được cái cốc và quả, nêu được vẻ đẹp của các bài vẽ mẫu, phân tích được nét đẹp về bố cục, tỷ lệ, đậm nhạt trong bài vẽ. Về phần chuẩn bị, học sinh chuẩn bị cho cô mẫu vẽ, sách giáo khoa, giấy A4, bút chì cây 2B, 4B, gom hay còn gọi là tẩy. Về mẫu vẽ, các em có thể dùng mẫu ca uống nước ở nhà hoặc là quả chanh, quả ổi, quả táo, vân vân. Trước khi vào bài mới, các em cùng đứng dậy với cô vận động theo nhạc để có sức khỏe phòng chống dịch bệnh và rèn luyện sức khỏe để học tập tốt hơn nhé. Ba 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 na 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 ba 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 na 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 ba 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 na na ba 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 na na to kari no potato ni kani na no manika no chika ba 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 na na la no fu la no no tu vận động xong thật sảng khoái phải không nào? Bây giờ chúng ta đã có đầy năng lượng để khám phá bài học mới rồi nhé. Bây giờ các em hãy cùng cô quan sát, nhận xét những mẫu vật được sắp xếp như thế nào. Ba hình mẫu này bố cục đẹp, sắp xếp cân đối, tỷ lệ thuận mắt. Các em có thể chọn một trong ba cách này để đặt mẫu nhé. Chúng ta nhận xét tiếp bốn hình tiếp theo nhé. Hình thứ tư là quả quýt được đặt phía sau cái ly, làm cho hai vật mẫu bị chồng lên nhau. Hình thứ 5 là quả quýt quá to so với cái ly. Hình số 6 là quả quýt và cái ly được đặt cách xa nhau, làm cho bố cục không đẹp, không thuận mắt. Hình số 7, quả táo thì quá nhỏ so với cái ly. Các em lưu ý cho cô, khi chúng ta đặt mẫu, chúng ta không đặt mẫu trong 4 trường hợp này nhé. Bây giờ các em cùng cô lắng nghe bài hát này, xem trong bài hát này có những loại quả nào nhé. Trời đã bao bình quả.
Tên trái cây có trong bài hát là dưa hấu, dưa gan, nho, cam, dừa, chuối, chôm chôm, mít, kiwi, khế, hồng, mận, táo. Cô sẽ hướng dẫn các em quan sát mẫu cái cốc và quả táo này. Các em so sánh vị trí, tỷ lệ, đặc điểm của cái cốc và quả. Cái cốc có dạng hình gì? Quả có dạng hình gì? Sự khác nhau giữa cốc và quả. So sánh chiều cao và chiều ngang của cái cốc. Hình miệng cốc so với đáy cốc như thế nào? So sánh chiều cao và chiều ngang của quả. Các em chú ý cho cô vị trí của vật mẫu. Vật nào nằm phía trước, vật nào nằm phía sau nha. Chúng ta có 5 bước vẽ theo mẫu. Bước thứ nhất là quan sát nhận xét. Bước thứ hai là vẽ phác khung hình. Bước thứ ba là chúng ta vẽ phác nét thẳng. Bước thứ tư là chúng ta vẽ chi tiết. Bước thứ năm là chúng ta hoàn thành hình vẽ, hay còn gọi là vẽ đậm nhạt. Do bài này chúng ta chỉ vẽ hình, nên cô dừng ở bước hoàn thành bài vẽ. Còn phần đậm nhạt tuần sau cô sẽ hướng dẫn các bạn làm. Cô hướng dẫn các bạn vẽ hình cái cốc và quả. Bước đầu tiên các bạn sẽ dựng khung hình chung của hai vật mẫu. Thì hai vật mẫu này nằm trong khung hình chữ nhật nằm ngang, nên cô phát hình chữ nhật nằm ngang. Rồi, cô dựng khung hình của từng vật mẫu. Đây là khung hình cái ca. Tiếp theo chúng ta dựng khung hình quả táo. Quả táo thứ nhất nhỏ và quả táo thứ hai to hơn quả táo thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chia phần quai của cái ca. Phần này là phần quai. Các bạn cũng vẽ khung của cái quai luôn. Rồi bước thứ hai là chúng ta vẽ phác nét thẳng. Bây giờ cô vẽ cái phần miệng ca. Đây là phần đáy ca. Ở đây cô phác nét thẳng cái miệng ca. Dưới đây cô cũng phát nét thẳng luôn. Phần quai, chúng ta phát nét thẳng phần quai. Và quả, ở đây cô cũng phát nét thẳng. Quả thứ hai chúng ta cũng phát nét thẳng tiếp theo. Bước thứ ba là chúng ta phải vẽ nét cong. Chúng từ cái nét thẳng này chúng ta vẽ lại nét cong. Phần quai cũng vậy luôn, chúng ta vẽ lại nét cong của cái phần quai. Rồi, các bạn chúng ta bôi và chỉnh hình lại cho nó đẹp hơn. Bôi những cái khung mà chúng ta đã dựng đi. Rồi cô chỉnh lại cái ca. Các bạn chỉnh hình lại cho đẹp. Cô đã xong phần cái ca. Tiếp theo chúng ta vẽ quả. Vẽ quả từ cái nét thẳng này chúng ta vẽ cong lại, vẽ bằng nét cong lại quả.
Và quả thứ hai. Rồi chúng ta bôi cái khung hình đi và chỉnh hình lại cho đẹp. Giờ cô sẽ đã xong cái phần hình vẽ của cái quả và cái ca. Bây giờ cô vẽ thêm cái mặt bàn. Rồi phần hình vẽ chúng ta tới đây là xong. Đây là bài vẽ của các họa sĩ. Các em có thể xem tham khảo để nắm được cách vẽ hình, cách sắp xếp bố cục nhé. Tiết học vẽ hình của chúng ta tới đây là xong. Các em tiếp tục hoàn thành bài tập ở nhà, chuẩn bị bài sao vẽ cái cốc và quả, sử dụng chất liệu. Các em chuẩn bị cho cô bút chì, màu, gom hay còn gọi là tẩy, keo, sử dụng các chất liệu có sẵn trong nhà. Các em học tốt nhé! Qua bài học này, cô hy vọng giúp được các em nắm được cách sắp xếp bố cục, cách vẽ hình, biết bảo quản đồ vật trong gia đình, biết rèn luyện sức khỏe để bảo vệ sức khỏe chúng ta cho tốt, để có sức khỏe mà học tiếp nhé. Thân mến chào các em, hẹn các em vào tuần sau.